Một vị cư sĩ thì nói với sư: có một vị sư mà hồi mà vị đó xuất gia đó, thì vị đó cũng có viết sách, cũng có giảng pháp, nhưng mà rồi bây giờ vị đó hoàn tục thì thật sự giờ con không biết làm sao với mấy cái quyển sách này. Thì cái vị sư đó thì sư biết cái hồi mà vị đó xuất gia thì cũng là một người sư huynh mà sư cũng khá là kính trọng. Tại vì với cái nhìn của sư thì đây là một vị thiểu dục tri túc, là một vị du tăng. Nói chung là bao nhiêu cái ưu điểm là vị đó gom hết. Đùng cái hoàn tục hồi nào không hay. Thì sư mới nói là cô cứ giữ mà dùng, có gì đâu mà ngại. Tại vì á, thời điểm mà vị đó viết ra quyển sách đó là thời điểm vị đó trong sạch, là thời điểm vị đó ngon lành, là thời điểm vị đó là một ông sư. Còn cái chuyện sau này là chuyện sau này của vị đó. Mình đâu thể nào mà mình đem hai cái nó gắn vào nhau. Mà loài người mình thì có cái tệ ở chỗ là mình thường đánh đồng một người với quá khứ của họ thường lắm. Ví dụ như một vị sư mà giảng pháp dạy đạo, mở các lớp giáo lý, vân vân, thì các vị đó dạy chánh pháp, có chánh kiến, nghe rất là hay, nhưng mà đùng một cái tới một ngày cái tự nhiên cái vị đó tà kiến, vị đó sống tầm bậy tầm bạ, rồi sau đó thậm chí là vị đó gây mang tai mang tiếng, rồi thậm chí là hoàn tục. Cái mình dẹp hết bao nhiêu công trình, bao nhiêu cái đóng góp vị đó mình dẹp hết, quá khứ vị đó làm bao nhiêu cái tốt mình dẹp hết, mình để mình dục sọt rác hết, không xài nữa. Cái đó bậy vô cùng, bậy vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì những đóng góp của vị đó trước khi mà vị đó rẽ sang hướng khác, thì những đóng góp của vị đó là những cái đáng quý, đáng trân trọng và xài được. Còn cái chuyện sau này là cái chuyện của vị đó. Chứ mình không thể mình đánh đồng, tức là bây giờ anh có vấn đề là thôi đời từ trước anh có như thế nào là tôi dẹp, tôi không xài. Rồi có những người mà mình thấy họ thì mình chỉ nhớ tới quá khứ của họ thôi. Ví dụ như trong cái hôm lễ thì chúng ta thấy một vài nhân vật là nổi tiếng ở trên mạng có, trên báo có. Nhưng mà khi sư nhìn, sư bản thân sư sư cũng phải dạy chính mình. Sư nhìn một số vị sư thấy quá khứ họ không? Tức là quá khứ của người này là cũng là quậy, gọi là thúi trời thúi đất. Mình nhìn họ mình cứ nhớ tới quá khứ của họ không? Nhưng mà phải nhắc mình cái đó là sai. Đó là quá khứ của họ thôi. Nhưng bây giờ họ khác rồi. Bây giờ họ khác rồi. Thì mình phải nhìn nhận cái con người hiện tại của họ. Chứ mình không thể nào đánh đồng quá khứ của họ được. Nhưng đương nhiên nếu như mà bây giờ con người bây giờ với quá khứ anh không khác thì đương nhiên là tôi không có ngó. Nhưng nếu như quá khứ anh là con người khác, bây giờ anh là con người khác, thì tôi phải nhìn con người hiện tại của anh. Chứ tôi không thể nào đem cái quá khứ đó rồi tôi áp vô cái con người hiện tại của anh nữa. Đó là hai chuyện khác nhau. Cách đây cũng vài năm thì có một anh ảnh xin vào chùa tu. Nói sư ơi, con mới ra tù, đâu có vấn đề gì. Con mới mới ra mới mới cầm giấy, con vừa mới mới hết án, con vừa mới ra. Đấy, đâu vấn đề gì, anh muốn tu thì sư cho tu thôi, bình thường, chuyện rất bình thường. Cái con người quá khứ là con người quá khứ của anh, sư không cần biết quá khứ anh là người như thế nào, anh từng phạm tội gì, anh ra làm sao sư đâu cần biết. Nhưng mà con người hiện tại của anh thánh thiện thì sư vẫn nhận thôi. Nhưng cái vấn đề là hiện tại anh làm ơn làm phước,
anh về địa phương, anh trình với địa phương đàng hoàng cho nó xong thủ tục, trình báo địa phương để xong thủ tục, rồi sau đó anh quay lại đây, không vấn đề gì cả. Sư không bao giờ kỳ thị anh. Cho nên á, mình cư xử với một người thì mình nhìn, đừng nhìn quá khứ của họ. Mà nếu như mà một người quá khứ họ ngon lành, tức là có hai mặt, một quá khứ họ ngon lành mà sau này họ tầm bậy á, thì cái tầm bậy của họ sau này đừng đánh đồng với cái quá khứ của họ. Quá khứ còn xài tốt thì lấy cái quá khứ đó xài. Đóng góp của họ ở thời điểm quá khứ tốt, lấy cái đó mà xài. Cái thứ hai, quá khứ họ tầm bậy nhưng mà giai đoạn hiện tại này họ ngon lành thì xài cái ngon lành của họ hiện tại, chứ đừng ngó tới quá khứ của họ. Thì như thế chúng ta mới sống được ở đời và chúng ta không có cái sự nhầm lẫn. Như trường hợp của ngài Angulimala rõ ràng. Trước khi mà ngài xuất gia thì từng là tướng cướp mà thiên hạ ai cũng sợ hết trơn. Nhưng mà xuất gia rồi thì hiền vô cùng hiền. Tới hồi mà có bà đẻ, bà đang đẻ khó, người ta kêu ngài tới, ngài cũng nói một câu là: từ hồi tôi sanh ra trong dòng thánh tới giờ tôi chưa bao giờ có ý hại ai. Vì sự thật này mong cho bà chị mẹ tròn con vuông. Đẻ xui hết. Tức là quá khứ nó đâu có ảnh hưởng. Cái thứ hai là Devadatta. Chúng ta học đạo thì nó thật là chúng ta cũng rất có thành kiến với Devadatta. Tại vì Devadatta chia rẽ tăng đoàn, hại Phật đủ thứ trên trời dưới đất hết trơn. Nhưng mà đôi khi chúng ta vì cái đó mà chúng ta quên đi một chuyện là trước khi Devadatta có vấn đề thì ông là một người giới hạnh trong sạch, chứng đắc thần thông. Nghe. Giới hạnh trong sạch, chứng đắc thần thông. Thì mình không thể nào vì cái hiện tại mà mình chối bỏ quá khứ của ổng thì không có nên. Chính vì lẽ đó, đó cho nên là sau khi Đức Phật Niết Bàn thì 100.000 đại kiếp sau thì Devadatta trở thành một vị Phật độc giác. Mà tới hồi mà mình nhìn thấy Devadatta mà mình nghĩ là ôi ông này hồi xưa ổng hại Phật, ổng chia rẽ tăng đoàn tùm lum tùm la hết, rồi cái mình bắt đầu là mình chỉ trích, rồi mình nói nặng nói nhẹ, lúc đó chết mình. Tại sao? Tại lúc đó Devadatta ngài đã thành một vị độc giác rồi. Mà trong chú giải nói Devadatta khi thành Phật độc giác thì có cái tướng xấu, tức là miệng rất là hôi. Mà lúc đó mình đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là mình chết, mình chết. Hơn nữa thì chắc chắn là cũng khó lòng mà chúng sanh nhìn ngài có thiện cảm được lắm. Cho nên là ngài chứng độc giác xong rồi là tịch luôn đó. Nhưng mà lỡ nghe, chẳng may mình nhìn cái tự nhiên mình thù ghét nhiều đời, mình ngó, mình có ác ý, có ác tâm là lúc đó mình chết. Tại sao? Tại lúc đó con người đó không còn là một Devadatta chia rẽ tăng đoàn nữa, mà trở thành một vị Phật độc giác rồi. Thành ra đó nhìn một người, nếu như quá khứ của họ tốt thì mình trân trọng, nếu như hiện tại của họ tốt thì mình trân trọng, nếu tương lai của họ tốt thì mình trân trọng. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua quá khứ của họ, qua hiện tại của họ và qua tương lai của họ. Như vậy thì mình sẽ tránh được rất nhiều vấn đề. Thậm chí là một người, cái hình tướng của họ khó lòng mà gây thiện cảm cho tất cả mọi người.
Tôi sư không nói người khác, sư nói sư đi. Ngay cả bản thân sư, có người họ nhìn mặt sư họ ưa, họ có cái thiện cảm, nhưng có người họ nhìn mặt sư cái họ ưa không nổi. Nhìn nó cái mặt gì mà nhìn thấy thấy ghét quá, thấy ác quá, thấy thấy lanh chanh lóc chóc quá, ưa không nổi. Nếu như chúng ta đánh giá một người qua vẻ bề ngoài thì sẽ có thương có ghét. Mà cái thương ghét đó vốn dĩ là dựa trên cái vẻ bề ngoài, không có tác dụng. Điều quan trọng là mình học được cái gì ở vị đó. Cho nên cái vỏ thì đương nhiên có thì tốt, nhưng mà nó không phải là tất cả.